2020, Bitches. Alex, Nash, DeBito, Huang in the house, Alter. Jetzt wird abgefuckt, man. Let's go. Hola, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với phần thứ 3 trong chuyên đề 2, tính chất dãy tỷ số bằng nhau. Ngày hôm nay mình muốn đưa các bạn đến phần áp dụng của tính chất dãy tỷ số bằng nhau vào các bài tập thực tế hay những bài tập toán có lời văn. Cũng chưa hẳn là thực tế đâu, đây là bài toán có lời văn thôi. Thế thì nội dung của bài tập này, chủ đề này trong chuyên đề nhé, thì tập trung vào bài toán chia tỷ lệ. Chia tỷ lệ ở đây thì sẽ có hai loại tỷ lệ, đó chính là tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch. Tỷ lệ thuận thì các bạn đã được, tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch các bạn đã được học ở giới tiểu học rồi. Thì đến toán cấp 2, mình sẽ không phân biệt nữa. Bởi vì mình nghĩ rằng là các thầy cô tiểu học đã phân biệt rất là kỹ rồi. Còn nếu lên trên lớp các bạn được phân biệt thêm một chút nữa về tỷ lệ nghịch thì các bạn chú ý theo dõi nhé. Bởi vì mình cũng không muốn sa đà vào cái phân biệt giữa tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch. Vì đơn giản như các bạn suy nghĩ là mình có hai đại lượng đi, một đại lượng tăng, hai đại lượng phụ thuộc nhau nhé. Một đại lượng tăng, đại lượng kia cũng tăng, thì đó rõ ràng là tỷ lệ thuận. Nhưng tỷ lệ nghịch là gì? Nếu có hai đại lượng phụ thuộc nhau này, thì đại lượng thứ nhất tăng, đại lượng thứ hai giảm, thì rõ ràng đó là tỷ lệ nghịch, đúng không? Ở lớp 7 thì mình có biểu diễn dưới dạng là đại số một tí, biểu diễn dưới dạng công thức tổng quát là ở đây là x, y, z tỷ lệ thuận với ABC. Thì x chia y chia z sẽ bằng là a chia b chia c, hoặc là x phần a bằng y phần b bằng z phần c. Còn đối với tỷ lệ nghịch thì x, y, z tỷ lệ nghịch với MNP, thì ta nói rằng là x chia y chia z sẽ bằng là 1 phần m chia 1 phần n chia 1 phần p. Hay nói một cách khác là x chia x, y, z tỷ lệ thuận với 1 phần m, 1 phần n và 1 phần p. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể ghi dưới dạng công thức tích là x nhân m bằng y nhân n và bằng z nhân p. Đây là một vài công thức chú trọng ở trong bài tập tính chất dãy tỷ số bằng nhau hay bài tập chia tỷ lệ, được không? Ok, thế thì mình cùng vào những cái ví dụ cụ thể nhé, được không nào? Ví dụ đầu tiên thì mình đưa đến cho các bạn là ví dụ số 4. Bởi vì là ví dụ số 3 ở ngày hôm trước thì mình đã đưa đến cho các bạn rồi, vẫn trong chuyên đề mà. Thế nên là mình đánh số tiếp tục là ví dụ 4 nhé. Ví dụ 4 này, cung ngầu một tí nhá. Đó, cung ngầu. Ok, hai xe ô tô cùng khởi hành một lúc từ hai địa điểm A và B. Xe thứ nhất đi quãng đường AB hết 4 giờ 15 phút, xe thứ hai đi quãng đường BA hết 3 giờ 15 phút. Đến chỗ gặp nhau thì xe thứ hai đi được quãng đường dài hơn xe thứ nhất là 20 km tính quãng đường AB. Đây là một bài toán chuyển động mà theo mình với các bạn tiểu học thì cực kỳ ngại làm luôn, rất khó. Nhắc đến toán chuyển động là khó rồi. Thế thì để có thể làm được bài tập này thì chúng ta cùng nhớ lại một số công thức đã. Một số công thức về tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch đối với toán chuyển động, đúng không nào? Thế thì đầu tiên là trên cùng một quãng đường. Các bạn có nhớ không nhỉ? Trên cùng một quãng đường thì vận tốc và thời gian, tỷ lệ nghịch hay tỷ lệ thuận? Tỷ lệ nghịch, đúng không? Tỷ lệ nghịch với nhau. Thứ hai là với cùng một vận tốc, với cùng một vận tốc thì quãng đường và thời gian, tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch theo các bạn? Tỷ lệ thuận, đúng không? Tỷ lệ thuận với nhau. Mình đi quãng đường dài thì đương nhiên là sẽ mất nhiều thời gian, đúng chưa? Tỷ lệ thuận với nhau. Cái thứ ba là trong cùng một khoảng thời gian thì quãng đường và vận tốc, tỷ lệ thuận với nhau, đúng chưa nào? Đó. Ngoài ra thì chúng ta còn có công thức là SC bằng V nhân T. Đây là công thức kinh điển, đúng không? Chắc ai cũng nhớ, đúng chưa? Rồi. Thế thì đây là ba cái chú ý theo mình các bạn cần phải thuộc.
Bởi vì nếu không thuộc thì sẽ không làm được bài toán tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch, đúng chưa? Đó. Thế bây giờ mình cùng đi phân tích vào bài toán. Thế bài toán này có mấy đối tượng theo các bạn? Mình nên trả lời bài toán này có mấy đối tượng đã. Có mấy đối tượng theo các bạn? Bài toán này có mấy đối tượng? Bài toán này có hai đối tượng đúng không? Đối tượng xuất phát từ A và đối tượng xuất phát từ B, C thứ nhất và C thứ hai. Bài toán này chia thành mấy giai đoạn? Mấy giai đoạn? Bài toán này chia thành mấy giai đoạn theo các bạn? Bài toán này đọc đề nhé. Xe thứ nhất đi quãng đường AB hết 4 giờ. Xe thứ hai 4 giờ 15 phút. Xe thứ hai đi hết quãng đường BA hết quãng đi hết là 3 giờ 45 phút. Đến chỗ gặp nhau. Hình như đây là hai giai đoạn. Bởi vì là xe thứ nhất đi hết quãng đường. Ở đây là đến chỗ gặp nhau. Như vậy là giai đoạn thứ nhất ý, điểm A này, điểm B này, thì mình thấy rằng là hai xe đã đi hết quãng đường rồi, đúng không? Xe thứ nhất là đi hết quãng đường là 4 giờ 15 phút, còn xe thứ hai là đi hết 3 giờ 45 phút, đúng không? Thì theo mình đây là giai đoạn 1. Còn giai đoạn 2 là giai đoạn đến chỗ gặp nhau. Có nghĩa là cũng với quãng đường AB như thế này, nhưng hai xe đã đi đến chỗ gặp nhau, thì có nghĩa là xe thứ hai đi nhiều hơn, thì như vậy là sẽ phải gần A hơn đúng không? Đây để gặp nhau đây, thì cái quãng đường BC trừ cho quãng đường AC thì sẽ bằng 20 km, đúng chưa? Đấy là hai dữ kiện mà mình có thể khai thác được ngay, mấy đối tượng, mấy giai đoạn và hỏi quãng đường AB. Hỏi quãng đường AB là bao nhiêu? Một bài tập tương đối khó đấy, theo mình là như vậy. Thế thì nhìn vào dữ kiện này thì các bạn có thể làm gì ngay đầu tiên? Theo các bạn, chúng ta có thể đổi được đơn vị đúng không? 4 giờ 15 phút thì là 41 phần tư thì phải, thì bằng 17 phần tư. Rồi. Còn 3 giờ 15 phút thì mình sẽ đổi ra là 3 phần tư đúng không? Sẽ bằng là 15 phần tư. Rồi. Thế bây giờ mình sẽ phải quy về tỷ lệ thuận với tỷ lệ nghịch. Thế làm thế nào để có thể quy được? Thế thì khó đúng không? Chúng ta nhìn vào hai giai đoạn thì giai đoạn nào có thể quy về được tỷ lệ thuận với tỷ lệ nghịch? Đó. Thế mình nhìn vào giai đoạn 1 trước, chắc là đề bài sẽ gợi ý ở giai đoạn 1 thôi. Giai đoạn 1 thì chúng ta thấy rằng là đại lượng nào không đổi. Quãng đường, vận tốc, thời gian thì cái nào không đổi? Thời gian thay đổi rồi đúng không? Vận tốc thay đổi không? Quãng đường thay đổi không? Đó, mình nhìn lại dữ kiện đề bài. Xe thứ nhất đi hết quãng đường AB, xe thứ hai cũng đi hết quãng đường AB, thì quãng đường AB ở đây có thay đổi hay không? Xin thưa là ở trường hợp thứ nhất thì quãng đường AB là không đổi. Đúng không? Nếu quãng đường không đổi thì thời gian và vận tốc tỷ lệ nghịch. Được chưa? Thế như vậy là từ dữ kiện trên thì chúng ta sẽ thấy là nếu T1 trên T2 sẽ bằng là 17 phần tư chia cho 15 phần tư thì bằng 17 phần 15 đúng không? Thì vận tốc và thời gian tỷ lệ nghịch, vậy suy ra rằng là V1 trên V2 sẽ bằng 15 phần 17. Đúng chưa nào? Xong nhá. Đấy là dữ kiện thứ nhất mình khai thác được. Để còn ở giai đoạn 2. Giai đoạn 2 thì sao? Quãng đường có không đổi hay không? Xin thưa là nhìn vào dữ kiện là BC trừ AC bằng 20 km, thì rõ ràng là ở giai đoạn 2 là quãng đường có thay đổi. Thế bây giờ vận tốc và thời gian thì cái nào không đổi? Thế các bạn nhìn nhé. Đến chỗ gặp nhau thì xe thứ hai đi nhiều hơn. Và ở đây mình có một cái dữ kiện nữa là cùng xuất phát, cùng khởi hành. Đấy, đến chỗ gặp nhau. Cùng khởi hành đến chỗ gặp nhau thì theo các bạn là vận tốc thay đổi hay vận tốc không đổi hay thời gian không đổi? Thì ở giai đoạn 2 thì thời gian thì lại không đổi, đúng không? Thời gian không đổi. Thời gian không đổi thì mình lại soi vào. Thời gian không đổi thì quãng đường và vận tốc tỷ lệ thuận, đúng không? Như vậy đây là giai đoạn 1. Giai đoạn 2. Giai đoạn 2 thì cùng thời gian thì quãng đường với vận tốc tỷ lệ thuận. Chúng ta biết rằng là V1 trên V2 là bằng 15 phần 17 là theo dữ kiện trên.
suy ra rằng là S1 trên S2 thì sẽ bằng là cũng vẫn là 15/17. Đúng chưa? Thế thì rất là đẹp rồi. S1 thì chính là AC à? Đúng rồi. Nếu mình gọi S1 là AC. Thế như vậy là mình sẽ phải gọi S1 là AC, còn BC thì sẽ là SC2, đúng không? Như vậy S2 chia S1 bằng 20 km. Vậy chúng ta đã có thể chuyển về được bài toán tỷ lệ chia tỷ lệ rồi. Các bạn thấy rằng là S1 mình sẽ đổi chỗ đường chéo phụ nhá. S1 trên 15 sẽ bằng là S2 trên 17, đúng không? Đến đây áp dụng tính chất thôi, dãy tỉ số bằng nhau, chúng ta sẽ có rằng là S2 chia S1 sẽ trên cho 15, 17 trừ 15 sẽ bằng 20/2 và bằng 2, và 20/2 thì bằng 10, đúng không? Phần 2 thì bằng 10. Từ đây vậy suy ra là S1 sẽ bằng 150 km và S2 sẽ bằng 170 km. Vậy tổng ra thì suy ra thì quãng đường AB sẽ bằng 320 km. Ok chưa? Xong. Một bài tập toán chuyển động mà có lẽ là sẽ là ác mộng đối với học sinh tiểu học đó. Bởi vì là toán chuyển động mà liên quan đến tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch theo mình là rất là khó. Mình đã hướng dẫn xong cho các bạn, nên bây giờ đến với phần lời giải. Lời giải thì có lẽ là mình sẽ đi vào lời giải chi tiết nhé. Hay là các bạn nhìn vào đây các bạn tự trình bày. Thế trước khi đi vào lời giải thì mình muốn nhấn mạnh đã. Nhấn mạnh nhiều lần đi cho các bạn nhớ. Để làm được bài tập này thì các bạn phải trả lời cho mình này, tập bài này có mấy giai đoạn và mấy đối tượng. Có hai đối tượng sẽ tương ứng với hai đại lượng, đúng không? Hai đối tượng chứ không phải hai đại lượng. Đây có ba đại lượng mà SVT là ba đại lượng. Mấy giai đoạn? Có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất thì quãng đường không đổi, dẫn tới việc là thời gian và vận tốc thì tỷ lệ nghịch. Giai đoạn thứ hai thì là thời gian không đổi, là thời gian không đổi thì quãng đường và vận tốc tỷ lệ thuận. Thế thì mình gọi là giai đoạn 1 với giai đoạn 2 thì cũng không chính xác. Mình phải gọi là trường hợp 1 với trường hợp 2 thì nó đúng hơn. Nhưng ở đây thì mình cứ tổng quát lên thì mình cứ gọi là giai đoạn cũng được, đúng không? Hai giai đoạn nó độc lập với nhau. Nói chung là hai trường hợp này độc lập với nhau, không liên quan gì đến nhau cả. Nếu có liên quan thì vận tốc quãng đường và thời gian không thay đổi, chẳng qua là từng thời điểm một thì người ta đo được thôi, đúng không? Ok, thế bây giờ mình sẽ đi đến lời giải chi tiết nhé. Được không nào? Lời giải này. Đầu tiên chúng ta sẽ đổi 4 giờ 15 phút bằng 1/4 giờ bằng 17/4 giờ. 3 giờ 45 phút bằng 3/4 giờ và bằng 15/4 giờ. Do cùng một quãng đường AB, do đi cùng một quãng đường AB. Do hai xe đi cùng, đúng không? Kiểu chủ vị. Hai xe đi cùng quãng đường AB, vận tốc của hai xe tỷ lệ nghịch với thời gian hai xe đi trên cùng quãng đường đó. Nên chúng ta sẽ có là có lẽ là mình trình bày mình ngắn gọn hơn luôn được không? Nên là vận tốc hai xe. Vận tốc của xe thứ nhất so với xe thứ hai bằng mười bảy phần tư chia cho 15/4. Mười lăm phần tư chia cho 17/4 bằng 15/17. Cái này có dễ hiểu hơn không, hay là viết theo kiểu VT kia dễ hiểu hơn nhỉ các bạn nhỉ? Mình cứ viết thế này nhá, cho nó tường minh một tí đã. Thứ hai là cùng đi một thời gian, do nên thì cho dễ nhá. Do hai xe đi cùng một thời gian kể từ lúc xuất phát đến lúc gặp nhau, quãng đường hai xe đi được. Ở đây thì mình sẽ gọi luôn đi, gọi là S, gọi lần lượt
sẽ đi được. Mà thôi mình gọi sau, gọi gọi đường hay xe, đường xe 1 và xe 2 lần lượt là S1 S đi 1 và S2. Được chưa? Tỷ lệ thuận với vận tốc của hai xe đó, nên chúng ta sẽ có luôn cái tỷ số đi, SC1 trên SC2 sẽ bằng luôn 15/17, đúng không? Sau đó thì chúng ta suy ra luôn là SC1 trên 15 bằng SC2 trên cho 17, đúng chưa? Mặt khác chúng ta sẽ có là S1 trừ S2, S2 chia S1 chứ nhỉ? Mình gọi sai nhiều thế nhỉ? Bằng 20, đúng không? Áp dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau. Ta có ngắt ra một ý đi. Cũng dài đấy chứ nhỉ? Trình bày ra chi tiết thì cũng dài nhỉ các bạn nhỉ? Trên cho 17 trừ 15 sẽ bằng 20/2 bằng 10. Có lẽ là mình sẽ ghi luôn đáp án nhỉ. Bằng 15 × 10 bằng 150. S2 sẽ bằng 17 × 10 bằng 170, đúng không? Vậy quãng đường AB là 150 cộng 170 bằng 320 km. Ok, xong. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bài tập đầu tiên. Mất tương đối nhiều thời gian. Ở đây sẽ có hai cái dấu chấm rất là to mà chúng ta sẽ phải lưu ý, đó chính là hai giai đoạn thì không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận thuận hay là nghịch nghịch, mà đôi lúc nó sẽ pha là một thuận một nghịch một thuận, hay cũng có bài là thuận thuận nghịch nghịch. Đó, tùy thuộc vào lời văn diễn đạt như thế nào các bạn nhé. Được chưa nào? Thế thì đến đây có lẽ là mình sẽ dừng lại ví dụ 4, đúng không? Mình chuyển sang ví dụ 5 nhé. Không khó, đúng không? Nhưng tư duy rất dài và cần phải thuộc cái bảng này nhé. Cần phải thuộc cho mình. Rồi, mình chuyển sang ví dụ số 5. Ví dụ số 5. Cun ngầu một tí. Vẫn là bài toán chuyển động, đúng không? Nhưng đây có mấy đại lượng này. Để đi từ A đến B, có cùng, có thể dùng các phương tiện là máy bay, ô tô, tàu hỏa. Vận tốc của máy bay, ô tô, xe lửa. Sao lại xe lửa, tàu hỏa chứ nhỉ? Đang tàu hỏa, xe lửa. Tỷ lệ là 6:21. Biết rằng thời gian đi từ A đến B bằng máy bay ít hơn thời gian đi bằng ô tô là 6 giờ. Hỏi thời gian đi xe lửa hết quãng đường bao nhiêu? Bài tập hay không các bạn? Cho vận tốc tỷ lệ. Biết thời gian máy bay đi ít hơn ô tô nhưng lại hỏi thời gian xe lửa. Đọc đề thôi đã thấy nó bất hợp lý rồi đúng không? Đây máy bay trực thăng với ô tô đây. Fast and Furious đây, không biết các bạn xem phần này chưa? Ok, mình gọi vận tốc của máy, thiếu chữ bay, đúng không? Gọi vận tốc của máy bay, ô tô, tàu hỏa đi lần lượt nhá. Mình gọi máy bay này, ô tô, tàu hỏa,
vận tốc của máy bay gọi là V1 đi, vận tốc của ô tô là V2 đi, vận tốc tàu hỏa là V3. Ok, thế thì đi từ A đến B như vậy là cùng quãng đường rồi, đọc bên đây này, đúng không? Cùng quãng đường rồi, cùng quãng đường. Thế như vậy là các bạn đoán ra được rồi đấy nhỉ. Vận tốc là tỷ lệ với 6, 2, 1. Biết rằng thời gian đi máy bay, thời gian gọi là T1 đi, T2, T3. Thời gian đi máy bay là T1 ít hơn thời gian đi ô tô, như vậy là T2 trừ T1 sẽ bằng bao nhiêu? 6 giờ. Hỏi T3. Đấy, bắt đầu thấy nó liên quan rồi đúng không? Thế như bây giờ mình phải nhớ lại xem là trên cùng một quãng đường thì vận tốc và thời gian thì là hai đại lượng như thế nào. Đó. Ví dụ 4 mình đã nhắc rồi. Trong cùng một quãng đường thì vận tốc và thời gian tỷ lệ nghịch, đúng chưa? Đấy. Thế nên là do vận tốc và thời gian tỷ lệ nghịch mà vận tốc tỷ lệ với 6 2 1 thì thời gian thì tỷ lệ như thế nào? Có hai cách biểu diễn đúng không? Mình nhìn lại lý thuyết một tí, có hai cách biểu diễn. Một là mình sẽ biểu diễn theo kiểu tỷ lệ thuận là x chi chia z bằng 1 phần m, 1 chia cho 1 phần n chia cho 1 phần p, hay là x nhân m y nhân n bằng z nhân p. Thì các bạn có thể biểu diễn bằng hai cách, đúng không? Ví dụ nhé, ở đây là 6 nhân T1 bằng 2 nhân T2 và bằng 1 nhân T3. Thì đây là cách biểu diễn số 2 đúng không? Cách 1 sẽ biểu diễn như thế nào? Cách 1 thì tỷ lệ thuận mà, T1 trên cho 1 phần 6 bằng T2 trên cho 1 phần 2 và bằng T3 trên cho 1 phần 1, đúng không? Thì các bạn thích biểu diễn theo cách nào? Cách nào cũng được. Cách trên này thì mình muốn giải được thì mình dùng cách bội chung đúng không? Mình phải tìm bội chung nhỏ nhất của 1, 2, 6 thì nó chỉ bằng 6 luôn đúng không? Bội chung nhỏ nhất của 6 với 2 thì bằng 2, thì bằng 6 thôi. Bằng cách này thì mình áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau thôi là xong, đúng không? Vậy cách nào cũng được. Đến đây thì mình phải chia, còn đến đây mình có thể áp dụng luôn. Có lẽ mình làm cách dưới đi, mình áp dụng luôn tính chất đi. Biết T2 trừ T1 này thì sẽ bằng là 1 phần 2 trừ 1 phần 6 sẽ bằng là 6. Thì 1 phần 2 trừ 1 phần 6 thì quy đồng lên thì bằng bao nhiêu? Và máy tính đi nhỉ? 3 thì đây được 2, 2 phần 6 là 1 phần 3 đúng không? Bằng 18, đúng chưa? Như vậy là T3 bằng 18. Xong 18 giờ, đúng chưa nhỉ? Hy vọng là đúng, đúng không? Chắc là đúng thôi, chả sai được. Như vậy là nếu các bạn thuộc lý thuyết ở bài số 4 thì giải sang bài này cũng rất là nhanh. Các bạn giải theo cách nào cũng được, giải theo cách 1 cũng được, cách 2 cũng được. Đây thì có lẽ là mình sẽ trình bày cho các bạn cả hai cách đi, được không? Trình bày cả hai cách cho nó văn minh nhá. Bây giờ mình sẽ copy. Ok, mình viết xong rồi. Các bạn thấy rằng là mình sẽ phải gọi thời gian máy bay, ô tô, tàu hỏa đi hết quãng đường AB lần lượt là x, y, z. Ở đây tại sao mình không gọi T1, T2, T3? Xin thưa là mình gõ T1, T2, T3 thì sẽ lâu hơn là x, y, z. Thế nên là mình đổi, được không? Thứ hai là cách trình bày ở bài ví dụ 5 và ví dụ 4 thì hai bài trình bày nó hơi khác nhau một tí. Ví dụ như bài số 4 này thì mình lập luận đã, sau đó mình mới gọi. Thông thường thì ở trên lớp các bạn ý, thì các thầy cô hay gọi trước sau đó lập luận sau. Ở bài ví dụ 4 thì mình giải theo cách tự nhiên hơn là mình tư duy theo dữ kiện đề bài. Ví dụ như mình đọc từ trên xuống dưới là mình có cái dữ kiện là 15 phần 17 này này. Sau đó thì mình mới gọi quãng đường được, chứ không phải là mình gọi trước được. Nhưng ở đây nếu bạn nào đọc kỹ đề bài, đọc từ trên xuống dưới thì mình đọc hết rồi thì mình biết rằng là mình sẽ phải gọi quãng đường C1, C2 đi là S1, S2 ở cái giai đoạn 2, chứ không thể gọi được quãng đường ở giai đoạn thứ nhất được. Thì theo mình thì mình trình bày ở ví dụ 4 là theo cái tư duy từ đầu bài, từ đầu đến sau thì mình trong quá trình tư duy thì mình sẽ gọi quãng đường ở giai đoạn thứ hai. Còn ở ví dụ 5 này thì người ta hỏi quãng đường đi hết bao nhiêu lâu luôn thì mình gọi ngay từ đầu được, bởi vì là đề bài hỏi rất là rõ rồi và chỉ có một giai đoạn thôi. Thì mình gọi luôn thời gian máy bay ô tô tàu hỏa đi được x, y, z giờ.
Do cả ba phương tiện đi cùng trên một quãng đường, thế nên thời gian và tỷ lệ thuận với vận tốc, đúng không? Thế nên mình sẽ có được giá trị là xj chia z bằng 1, tỷ lệ thuận với 1 phần 6, 1 phần 2 bằng 1, hay là 6x bằng 2 bằng z. Mặt khác là y chữ x bằng 6, thì y chữ x bằng 6 thì chính là cái dữ kiện này, thời gian của máy bay đi ít hơn thời gian của ô tô. Thì có hai cách giải thì mình đã nói rồi. Cách giải thứ nhất là mình sẽ chia cho bộ chu nhỏ nhất đấy. Sau đó mình áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau thì mình cũng sẽ giải ra được là z bằng 16, thì có nghĩa là thời gian đi của tàu hỏa thì sẽ là 18, không phải 16, xin lỗi. Cách thứ hai thì mình áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau đối với cái tỷ lệ thuận đấy, là x trên 1/6 bằng y trên 1/2 và bằng z trên 1, thì y chữ x sẽ bằng 1/2 trên 1/6 sẽ bằng 6 trên chia cho 1/3 bằng 18. Đến đây thì các bạn có thể kết luận được rồi là vậy, thời gian xe và tàu hỏa đi quãng đường AB là 18 giờ. Ok không? Đúng chưa nào? Như vậy là ví dụ hai này mình đã xong. Hai ví dụ này thì đặc trưng nhất là bởi toán chuyển động. Các bạn phải xác định được đại lượng nào không đổi. Đại lượng không đổi thì sẽ dẫn tới việc là mình sẽ tìm được xem đây là bài toán tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch. Cực kỳ quan trọng luôn theo mình. Bài toán chuyển động là bài toán quan trọng nhất trong tỷ lệ thuận và tỷ lệ nghịch. Không phải quan trọng nhất mà là các thầy cô hay cho lắm. Hay cho lắm, thế nên là quan trọng thôi. Do thầy cô hay cho nên quan trọng. Đúng không nào? Và bài toán chuyển động cũng là một trong những bài toán cực kỳ hay hỏi trong toán cấp 2. Đúng không? Rồi, thế như vậy là ví dụ 5 xong. Mình chuyển qua ví dụ 6. Ví dụ 6 thì không phải là một bài toán chuyển động nữa. Đây là một bài toán thực tế rồi, liên quan đến gạo. Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo đứng hàng đầu thế giới đấy, đúng không? Không 1 thì 2 mà không 2 thì 3. Xuất khẩu thôi nhá, chứ còn sản lượng thì xin thưa các bạn là không bao giờ bằng được Mỹ hay là Nga hay là Trung Quốc đâu. À, Nga thì không phải, không bao giờ bằng Mỹ với cả Trung Quốc đâu. Sản lượng thì các nước càng đông dân thì sản lượng càng nhiều. Còn xuất khẩu thì lại khác nhá, xuất khẩu là mình làm ra thừa thì mình đem đi bán. Kiểu vậy. Rồi, thế là ngoài lề một tí. Thì nội dung của bài này, ví dụ 6 là ba kho ABC chứa một số gạo. Thì các bạn thấy rằng đây là một bài toán chia tỷ lệ rất là rõ rồi. Mình có một số gạo nhất định. Đấy. Người ta nhập vào kho A thêm 1/7 số gạo của kho đó, xuất ở kho B đi 1/9 số gạo của kho đó, và xuất ở kho C đi 1/2/7 số gạo của kho đó. Khi đó thì số gạo của ba kho bằng nhau. Tính số gạo ở mỗi kho lúc đầu và biết số gạo của kho B chứa nhiều hơn số gạo kho A là 20 tạ gạo. Tạ chứ không phải tấn hay là kg nhé. Thế thì để giải quyết bài tập này thì chúng ta sẽ phân tích từ đầu đi đã. Cái dễ nhất là mình gọi số gạo của ba kho thì sẽ là ABC đi. À nhỏ đi, tí nữa mình gõ cho nó dễ nhé. Là ABC đi, đúng không? Thì biết rằng là số gạo của kho A B sẽ lớn hơn kho A thì sẽ là B trừ A sẽ bằng 20 tạ. Đấy là dữ kiện mà theo mình là dữ kiện dễ nhất. Nhưng bây giờ mình phải chuyển được cái nào đi. Như vậy, dữ kiện mình phải đọc được cái dữ kiện này. Người ta nhập vào kho A là 1/7 số gạo của kho đó. Nhập nghĩa là thêm đấy. Nếu số gạo là A, ban đầu là A mà nhập thêm 1/7 thì sẽ là cộng 1/7 A, đúng không? Thứ hai là xuất ở kho B đi 1/9 số gạo. Xuất thì phải là trừ, đúng không? B trừ cho 1/9 B. Và xuất ở kho C đi là 2/7. Thế thì sẽ là trừ, đúng không? C trừ cho 2/7 C. Thì biết rằng là số gạo ở ba kho đó bằng nhau. Sau khi vừa xuất vừa nhập đi thì bằng nhau. Thế như vậy là mình sẽ phải thu gọn đi đã này. Ở đây sẽ là bằng 8/7 A, đúng không? Đây sẽ là 8/9 ạ. 8/9 B. Đây là bằng 5/7 C, đúng không? Từ đây mình sẽ có được là 8 A trên 7 sẽ bằng là 8 B trên 9 và bằng 5 C trên 7. Đúng không nhỉ? Có lẽ là mình làm đúng đấy. Ok. Sau đó mình sẽ sử dụng dữ kiện là B trừ A bằng 20. Ồ, đến đây thì có lẽ là giải được rồi. Đây chả phải thuận hay nghịch gì, nhưng mà
mình chuyển về bài toán tính chất giữa chỉ số bằng nhau để mình giải. Thế giải bài tập này như thế nào thì mình sẽ dở lại cái bài ví dụ hoặc bài tập vận dụng ở ngày hôm trước để mình xem là có bài tập nào tương tự không. Mình bật ví dụ 1 nhé. Ví dụ 1, 2 đại lượng thì không phải rồi. Ví dụ 2, 3 đại lượng nhưng x, y, z ở đây không có nhân. Ví dụ 3 thì có 2 tỷ lệ nhưng không phải đúng không? Kia là 1 tỷ lệ thôi. Bài tập vận dụng. Bài tập vận dụng ở đây là có 5 ý này. 5 ý. Ý A không phải, ý B không phải, ý C. Ý hình như là ý C rồi, đúng không? Trên tử là có các cái số nhân tích vào. Ví dụ 6 thì các bạn thấy là tử nó cũng là 8A, 8B, 5C rồi. Thì như vậy là chứng tỏ là giống ví dụ C. Thế để giải quyết ví dụ C thì làm như thế nào theo các bạn? Thì mình sẽ các bạn thấy là nếu với cách số 1 thì mình chuyển về tỷ lệ thuận là x tỷ lệ thuận với 3/2, y tỷ lệ thuận với 4/3 và z tỷ lệ thuận với 5/4, đúng không? Cách thứ hai thì mình chia cho bội chu nhỏ nhất của các cái tử. Thế thì như vậy là mình cũng có thể chuyển về được bài toán tỷ lệ thuận hoặc tỷ lệ nghịch. Nếu phát biểu được ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng là A sẽ tỷ lệ thuận với 8/7, à 7/8, đúng không? Có thể là mình sẽ chuyển về bài toán tỷ lệ thuận, tỷ lệ nghịch là A sẽ tỷ lệ thuận với 7/8 này, B sẽ tỷ lệ thuận với 9/8 này, và C sẽ tỷ lệ thuận với 7/5, đúng không? Sau đó mình áp dụng tính chất dãy tỷ số bằng nhau thôi. Mình cần B trừ A mà, đúng không? Mình cần B trừ A. Như vậy B trừ A thì sẽ trên cho 9/8 trừ 7/8. May quá thì sẽ bằng, cậu trên là 20 tạ đúng không? Thì bằng sẽ bằng 2/8. Rút gọn thôi thì sẽ bằng là 20 nhân 8/2 thì bằng 80, đúng không? Thì như vậy là mình sẽ tìm được, mình tích lại thôi, đúng không? Đây ABC, mình giải luôn nhá. Mình tìm luôn ABC đi. A sẽ bằng 80 nhân 7/8 sẽ bằng 70. B sẽ bằng là 80 nhân 9/8 thì bằng 90. C sẽ là 80 nhân 5/7 hay 7/5 nhá. Nhân 7/5 sẽ bằng là 16 đúng không? À đâu nhầm. Bao nhiêu nhỉ? 14, 15, 16. Không phải. Đúng rồi, 16. 16 nhân 7 thì được 112. Đó, thế đấy là giải theo cách cái này gọi là cách gì? Ở đây thì mình gọi là cách tỷ lệ thuận đúng không? Cái thứ hai thì mình có thể tìm bội chu nhỏ nhất của 8 và 5. Thì bội chu nhỏ nhất của ba cậu này thì sẽ là 58 thôi, thì sẽ là 58 nguyên tố cùng nhau, thì với như vậy là bằng 5 nhân 8 và bằng 40 thôi. Thì mình sẽ chia cho 40. Chia cho 40 đúng không? Chia cho 40. Giải luôn à? Có nên giải luôn không nhỉ? Mình dành một chút đất ở đây vậy. Thì 8/57 nhân với 1/40, đúng không? Kiểu vậy. Đây mình làm ngắn gọn đây nhá, nhân với tất cả nhân với 1/40 nhá. Hết chỗ rồi. Bên kia mình còn trình bày mà. Thế nên là mình sẽ có kết quả là 8 ở đây là 5 là A/35 đúng không? Sẽ bằng 5/45 B/45. C là 87/56, C/56, đúng chưa? Sau đó áp dụng tính chất sẽ chỉ số bằng nhau thì B trừ A sẽ bằng là 45 trừ 35 thì sẽ bằng 20/10 sẽ bằng 2, nhân đôi lên thì bằng 70/90, đây là 112. Ok, xong nhá. Từ đây chuyển về đây thì quá dễ rồi. Như vậy là bài tập này cũng đã xong đúng không nào? Chủ yếu bây giờ là cách trình bày thôi. Trước khi trình bày thì chú ý lại bài tập này, thì nếu mà hiểu thẳng thắn theo cách tỷ lệ thuận tỷ lệ nghịch thì hơi khó cho mình như vậy, nhưng mà mình sẽ đọc giữ dịch theo đề bài từ trên xuống dưới thôi, đúng không? Sau đó thì nhìn với con mắt tỷ lệ thuận tỷ lệ nghịch để giải thì nó tiện hơn, đúng không? Mình nhìn với con mắt tỷ lệ thuận đây này, giải rất là nhanh, đúng không? A 7/8, B 9/8 và C 7/5, hoặc nhìn con mắt tỷ lệ nghịch đi. Đây với con mắt tỷ lệ nghịch này, mình gọi là cách chia
chia cho bộ chung nhỏ nhất là nhìn theo cách tỷ lệ nghịch cũng được, được không? Còn cách mà nghịch đảo như thế này thì là cách tỷ lệ thuận nhá, cho nó dễ quy ước với nhau là như vậy. Giải theo cách nào cũng ra, đúng không? Bây giờ là để giải chi tiết nhá. Rồi, mình gọi số gạo lúc đầu ở mỗi khoa ABC theo thứ tự là ABC. Các bạn chú ý nhé, các bạn phải có chữ theo thứ tự này này, không thấy cô các bạn trừ điểm đấy. Hoặc là lần lượt là ABC tạ. Theo đề bài thì ta có là B trừ A bằng 20 và A cộng 1 phần 7 A bằng B trừ 1 phần 9 B bằng C trừ 2 phần 7 C sẽ bằng 8 phần 7 A bằng 8 phần 9 B bằng 5 phần 7 C. Cái này thì mình giải thích ở bên cạnh rồi đúng không? Thì ở đây thì mình sẽ trình bày theo cách bộ chung nhỏ nhất, chứ mình không trình bày theo cách tỷ lệ thuận này. Lý do vì cái này gõ lâu hơn các bạn ạ. Cái cách này gõ nhanh hơn. Mình chọn cách này vì gõ thôi. Chứ còn nếu mà viết thì theo mình nghĩ thì tương đương nhau. Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau thì mình sẽ có được là B trừ A phần 45 trừ 35 bằng 20 phần 10 bằng 2. Sau đó thì mình nhân mà thôi. Ra được ABC. Nói chung là nó thỏa mãn điều kiện rồi. Vậy số gạo ở mỗi kho ABC theo thứ tự là 70 tạ, 90 tạ, 112 tạ. Được chưa nào? Ok nhá. Vậy đã xong rồi. Có lẽ là phần 3 của mình đến đây thôi. Ngày hôm sau thì mình sẽ chữa tiếp tục cho các bạn phần 7 và phần 8, ví dụ 7 và ví dụ 8. Và sau đó lại sẽ chuyển sang các bài tập vận dụng, mỗi ngày tích lũy một tí thôi. Chứ còn ngày hôm nay thì 36 phút rồi, có lẽ là mình sẽ dừng ở đây. Thế thì ở ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý những cái gì theo các bạn? Lưu ý thứ nhất theo mình nghĩ đó chính là bài toán, hai bài toán về toán chuyển động. Các bạn phải thuộc và các bạn phải ghi nhớ cho mình cái này. Là trên cùng một quãng đường thì vận tốc và thời gian tỷ lệ nghịch. Với cùng một vận tốc thì quãng đường và thời gian tỷ lệ thuận. Và trong cùng một khoảng thời gian thì quãng đường và vận tốc tỷ lệ thuận với nhau. Đó, cái chú ý này rất quan trọng để có thể giải được bài toán chuyển động. Và cái thứ hai là không nhất thiết là bài toán sẽ phải diễn đạt theo tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch. Mà bài toán họ sẽ giấu đi. Bài toán chia tỷ lệ mà. Ba kho chứa một số gạo. Thì sau khi xuất nhập gì đó thì nó sẽ bằng một số gạo. Nói chung là mình sẽ ra được một cái tỷ lệ thức nào đó. Sau khi biến đổi mình sẽ ra được một tỷ lệ thức nào đó khá là đẹp. Bài toán có thể dễ hơn là cho luôn là ba kho này lần lượt tỷ lệ với số gạo là 3/5, 4/15 và 5/6 cũng được. Hoặc là ba kho này tỷ lệ số gạo là tỷ lệ nghịch hay tỷ lệ thuận gì đấy, tùy theo cách phát biểu theo mình là như vậy. Đây là hai ý chính theo mình là các bạn cần phải lưu ý nhá. Được chưa nào? Ok, thế thì bài ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào các ngày tiếp theo. Nhớ like, share và subscribe mình nhé. Bye bye.